Xin chào Billboard Việt Nam, mình là Trúc Nhân. Hiện tại mình đang có mặt ở studio của Billboard Việt Nam để chia sẻ với tất cả các bạn những điều mà có thể các bạn chưa biết về Trúc Nhân. Đằng nào rồi cũng sẽ thuộc về anh. Với tất cả những cái thành công hiện tại của Sáng Mắt Chưa nó mang lại cho Trúc Nhân á, có một câu trả lời rất là quầy vốn. Đó là Nhân không cảm thấy gì trơn á, tại vì tất cả những cái điều này Trúc Nhân đã làm nghề cũng gần 10 năm rồi, cho nên là mình thấy những cái lúc lên lúc xuống ở trong cái nghề này nó rất là bình thường. Nhưng mà cái mà Trúc Nhân cảm thấy quý giá nhất và Trúc Nhân trân trọng nhất đó chính là tình cảm của tất cả quý vị dành cho Trúc Nhân trong hơn 8 năm qua đã không có thay đổi. Thời gian thấm thoa thôi đưa. Trúc Nhân cảm thấy Mio Amazing trước giờ anh luôn là một người rất là bitchy, anh rất là bất cần, anh rất là trào phúng, và những cái ngôn ngữ của anh nó rất là đanh đá. Từ cái mà Thật Bất Ngờ cho đến cái Diva của chị Thu Minh, và cho đến cái Sáng Mắt Chưa của Trúc Nhân, nó là một cái màu sắc của Mio Amazing mà không đụng hàng với bất kỳ một ai hết. Anh không thích. Đơn giản vậy thôi, ổng không hợp và ổng không đủ đẹp. Chứ đẹp một chút thì anh cũng cố gắng. Anh chọc anh Nguyễn Phong hoài à. Suốt ngày cứ anh ráng làm nhạc cho em tốt đi, em cho tiền đi đụng cầm. Tại giờ ổng mập quá nó mất luôn cái cầm của ổng rồi. Em nhìn em rồi xem em sai một ly, em đi một ly. Thậm chí là đến thầy của Trúc Nhân, đó là chị Thu Minh, cũng rất là bất ngờ. Vì từ trước đến giờ có thể nói là mọi người nghe rằng là Nhân nhảy, mọi người sẽ chỉ gì Trúc Nhân nhảy, trời đất ơi, cái kiểu như vậy. Và Nhân không bao giờ bị khuất phục trước bất kỳ một cái sự khinh thường, một cái sự dè biểu nào hết. Mọi người thấy cái động tác ở trong nhà tắm ấy, tuy rằng là nó rất là đơn giản thôi, nhưng mà cái thần thái toát ra từ trong cái những cái động tác đó nó phải cực kỳ chuẩn xác. Tại vì Nhân chỉ cần chạch một nhịp thôi là những cái hay ho nhất và những cái buồn cười nhất nó sẽ mất đi liền. Khi mà Trúc Nhân phát hiện ra là Trúc Nhân làm nghề càng lâu á, mình càng ít nói á, mà mình làm được á, là cái câu trả lời chính xác nhất. Chưa được theo người đó em ơi em à. Thì lúc đầu á, khi mà mình đóng con thỏ như thế này đúng không, thì khi mà mình nhảy qua nhảy lại thì mặt mình phải cực kỳ nhây. Đừng theo người đó em ơi em mà, pập pập một cái là cái mặt nó phải ngầu lại liền. Vừa vỗ mông một cái là cái mặt phải ngầu lại liền, tại vì chuẩn bị mình qua con cọp. Đó, đừng theo người đó em ơi em mà. Đó là cái sắc thái nó phải biến đổi liên tục như vậy. Cho nên là bắt buộc là cái động tác này nó phải nhuần nhuyễn, nó giống như là một cái gì đó cực kỳ quen thuộc rồi, chỉ có bắt vào là làm thôi. Còn chủ yếu là phải diễn được cái mặt. Chỉ cần gì ở đây thì ngồi vào đây. Điên hả? What? Thực ra từ trước đến giờ người ta nói Nhân điên khùng mát rồi quái dị rồi lên đồng lên cốt như này kia, Nhân nghe những cái điều đó rất là nhiều rồi, nhưng mà Nhân thấy Nhân thấy như bình thường mà. Thậm chí là ở trên Facebook của Nhân á, là Nhân để cái tên của Nhân là Trúc Nhân, còn đóng mở ngoặc đơn là Nhân không khùng nữa kìa. Nhân không có hay tự nhận Nhân là một người ôi tôi là cá tính lắm đó bạn ơi, tôi khùng lắm đó bạn ơi, tôi có máu điên lắm đó bạn ơi, thì Nhân không bao giờ tự nhận mình là như vậy hết. Cho nên là mọi người nhận xét về Nhân như thế nào thì Nhân cũng chấp nhận. Nếu như mà một ngày nào đó Trúc Nhân bước ra ngoài kia và giống tất cả những gì mà mọi người dễ chấp nhận, mọi người dễ nghe, thì cái con đường đi của Trúc Nhân nó sẽ không có còn cảm thấy thiêng liêng nữa. Đó là mình phải mang được một cái màu sắc âm nhạc gì đó mới lạ cho âm nhạc của Việt Nam. Trúc Nhân nghĩ đây là một cái lý do mà bất di bất dịch mà đã giúp Trúc Nhân có được cái ngày hôm nay, với một cái miền âm nhạc mới được mang tên là Trúc Nhân. Cái con đường nghệ thuật của Trúc Nhân á, đi lên á, từ sau khi cuộc thi The Voice bước ra, Trúc Nhân bắt đầu lại hết hoàn toàn mọi thứ từ con số 0. Không một ai bên cạnh, không đại gia, cũng không phải là một đứa con nhà giàu hay là kinh doanh hay là này kia gì hết. Cho nên là tất cả mọi thứ Trúc Nhân đều phải cố gắng rất là nhiều. Thì Trúc Nhân phát hiện ra là âm nhạc nó cho Trúc Nhân một cái niềm kiêu hãnh rất là lớn. Thời gian vừa qua nó đã tôi luyện nên cho Nhân một cái nội lực bản thân và một cái niềm tin rất là vững chắc vào bản thân của mình. Nhân luôn tự kỷ ám thị với bản thân của mình rằng là mình muốn gì, mình cần gì, mình muốn trở thành ai, thì nếu như Nhân muốn thì chắc chắn Nhân sẽ làm được bằng mọi giá. Yeah.
ra thì chị Thu Minh và Nhân là hai cái giọng hát và hai cái màu sắc âm nhạc nó không có giống nhau và nó không có make sense một cái tí nào hết trơn. Còn nếu mà Nhân với chị Minh mà song ca với nhau á, có thể sẽ là một cái sự bùng nổ rất là khủng khiếp. Nhưng mà cái bài hát đó nó kiểu là nó phải đo ni đóng giày cho từng cái quãng giọng, từng cái nốt nhạc và từng cái âm sắc của Trúc Nhân với là chị Thu Minh luôn. Thì Trúc Nhân nghĩ cái điều này nó cần thời gian rất là nhiều, tại vì song ca với chị Thu Minh là một trong những cái ước mơ mà Trúc Nhân đang rất là muốn thực hiện. Nhưng đến bây giờ nhưng vẫn không biết được rằng là trong tương lai Nhân sẽ làm gì tiếp theo. Cuộc sống nó thú vị ở cái chỗ đó. Chắc có lẽ là Nhân hơi thả lỏng bản thân ở cái điều này. Cho nên đó chính là lý do vì sao Nhân luôn khám phá được bản thân mình ở nhiều cái ngóc cạnh mà Nhân còn không lường trước được nữa mà. Chứ còn những cái plan mà để làm cho cái sự nghiệp của mình thì Nhân luôn luôn plan rất là rõ ràng. Và cái mục đích nó cũng rất là rõ ràng. Ví dụ như năm nay tôi phải ra được 2 MV, tôi phải ra được album, hoặc là năm nay tôi phải làm cho bằng được cái live show thì chắc chắn Nhân sẽ làm được. Người ta đâu có yêu mình, có thương gì mình. Vậy thì Trúc Nhân chia sẻ luôn, đó là trong năm nay Nhân sẽ ra album Vol 1. Còn cái điều bất ngờ từ sau cái album Vol 1 thì Nhân xin được giữ bí mật. Ừ, chắc cũng chờ gần 8 năm hơn ha mọi người. Tại vì Trúc Nhân cảm thấy đây mới là cái thời điểm chín mùi của Trúc Nhân. Đủ số lượng bài hit, đủ nội lực trong giọng hát, đủ tư duy âm nhạc và đủ power để làm một trong những cái điều lớn nhất sự nghiệp của mình. Thay vì mình làm quá nhiều mà cái nào nó cũng như cái nào, thì mình nên dành thời gian để mình làm một cái nó đáng một cái. Trúc Nhân cảm ơn Billboard vẫn dành cho Trúc Nhân rất là nhiều những cái sự ưu ái, cho Trúc Nhân có thể được trải lòng của mình. Hy vọng là với những cái sự cố gắng và nỗ lực của Trúc Nhân, tất cả quý vị khán giả sẽ luôn luôn yêu mến Trúc Nhân như những gì quý vị đã yêu mến, hoặc là hơn như thế nữa. Bye bye.